Rồi chào mọi người. Thêm một bữa ăn chay tinh khiết của gia đình kỳ duyên của mình hôm nay nữa, thì chúng ta sẽ làm một cái món chay. Nghe cái tên thì cũng nghe sang sang, nhưng mà đối với người ăn chay thì thế sang, nhưng mà đối với người ăn mặn thì chẳng là gì đâu. Ngày hôm nay bếp chay kỳ duyên của mình sẽ chế biến cái món đậu hũ trứng. Đậu hũ trứng mình sẽ cuộn với rong biển nha mọi người. Chúc mọi người một ngày mới an lạc, tràn đầy hạnh phúc. Đây là tàu hũ trứng. Tàu hũ trứng là một loại tàu hũ mà người ta nấu ở trong cái lò đậu hũ kỳ. Xong thì đậu hũ kỳ nó chưa có già cho nên người ta sẽ múc đậu hũ trứng ra trước. Thì nó có cái hương vị rất là béo, thơm ngon. Nó giống cái mùi giống như trứng của mình vậy đó, cho nên người ta đặt nó là tàu hũ trứng. Thật sự thì nó là đậu hũ non thôi. Trước khi người ta múc ra để làm đậu hũ kỳ, đậu hũ cộng. Thì đây là một loại đậu hũ mà người ta đã trộn ướp thêm đồ nêm rồi. Mình chỉ thêm một ít đồ nêm thôi nha mọi người. Mình sẽ rắc thêm tiêu và đây là hành lá. Mình thêm hành lá vào, nó cũng có hành lá rồi nhưng mà mình thêm cho nó đậm đà. Cái vị người ta ướp hơi mặn, tại vì người ta bán, người ta để lâu, cho nên mình chỉ thêm một ít xíu bột ngọt để mình dằn cái mùi mặn nó lại thôi. Mình không cần nêm thêm hạt nêm. Và đây là bún tàu. Bún tàu mình đã ngâm sẵn rồi, nó mềm ra. Với lại một ít nấm đông cô ngâm, bóp cho nó khô. Một ít cà rốt. Đây là khâu mình chuẩn bị để mà mình làm rong biển cuốn nha. Thì bún tàu mình sẽ cắt nhuyễn ra nha các bạn. Mình ngâm xong cho nó mềm rồi mình cắt nhuyễn ra như thế này nè. Rồi mình cho bún tàu hết vô. Tiếp theo là mình sẽ cho nấm đông cô. Mình làm khoảng 5-6 cái nấm đông cô nha các bạn. Mình bầm hơi nhuyễn ra một chút. Rồi, như vậy là được. Mình cũng cho nấm đông cô vào. Cà rốt. Mình sẽ cho một gốc tư hành tây. Mình cũng sắc nhuyễn luôn. Những cái nguyên liệu này mình cần sắc nhuyễn hết, bởi vì khi mình sắc nhuyễn thì mình sẽ cuốn dễ hơn.
Rồi đây là rong biển. Rong biển này là rong biển của Hàn Quốc nha các bạn. Rong biển để cuộn cơm. Nhưng mình sẽ chế biến bất cứ là món gì từ rong biển. Mình cuộn cơm hay mình cuộn đậu hũ, mình cuộn trứng gì cũng được hết. Nhưng mình ăn chay thì mình sẽ làm món chay. Mình sẽ lấy trước ra khoảng 3 miếng. Mình không có làm hết. Ở trong đây là khoảng 10 miếng. Thì mình sẽ lấy ra 3 miếng thôi. Và đây là bánh tráng. Trước khi cuốn vô rong biển thì mình sẽ để vô bánh tráng trước. Rồi cái miếng rong biển này là mình cho nó ở ngoài. Mình sẽ cuộn lại. Rồi mình sẽ để vô trong cái chảo này nha, mình cho lửa nhỏ, mình chiên nhẹ sơ nó thôi nha. Ngày hôm nay có lẽ mình đậu chừng khoảng 4 cuốn đậu hũ trứng với rong biển. Mình đậu chừng khoảng 4 cuốn như vậy đó. Mình đã cuốn một cuốn đầu tiên rồi, ở đây còn khoảng 3 cuốn nữa. Khi mình cuốn mình nên ấn nhẹ nhẹ nha mọi người, cho nên cái cuốn đậu hũ của mình nó dẻ, không cần phải ấn quá mạnh, mình chỉ ấn nhẹ thôi cho nó vừa dẻ thôi. Còn khi mình nướng lên và sau khi mình nướng xong rồi mình sẽ cắt lại. Ở đây mình nướng ở trên cái chảo, mình nướng sơ như vậy đi, rồi xong rồi nếu mà mình muốn ăn cho nó giòn thì mình chiên giòn lên cũng được. Đây là cuốn thứ hai. Chuẩn bị sẵn thêm 2 miếng rong biển nữa. Khi mình cuốn ở trong cái bánh tráng như thế này thì mình nướng lên nó không có bị bể cái cuốn rong biển của mình. Hôm trước mình làm một lần nhưng mà mình không có cuốn cái bánh tráng ở trong nha các bạn. Thì bởi vì cũng chỉ là lần đầu tiên mình làm thôi, cho nên mình không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà những cái công việc mình làm như thế này thì là một bài học. Nghề dạy nghề đó mà. Thì giờ chúng ta sẽ rút kinh nghiệm dần dần rồi mình sẽ làm hoàn hảo hơn.
mình cũng chẳng học ai hết, mình sáng kiến thôi, nhưng mà những cái sáng kiến của mình nó chưa hoàn hảo thì từ từ mình sẽ làm cho hoàn hảo lại. Đây là những cái đồ sáng kiến của tự mình làm ra nha mọi người, chứ không có học ai hết. Có những món thì mình cũng coi trên mạng sơ sơ, nhưng mà có những món thì mình tự chế ra. Tại vì mình ăn chay thì mình có rất là nhiều sáng kiến mới cho ngày ăn chay của gia đình mình. Vì vậy mà không phải là mọi cái là mọi coi ở trên mạng, có khi là mình cũng chỉ là tự sáng kiến để mình làm. Thì cái món rong biển này mình cuốn lần trước là mình làm nó chỉ là rong biển thôi, mình không có bánh tráng cho nên nó bị bung bể ra. Nhưng mà lần này mình có kinh nghiệm rồi, mình làm thấy cái cuốn rong biển nó ngon nha mọi người. Rất là tuyệt. Chắc có lẽ 5 cuốn. Mình làm hơi mỏng, không có dày. Nó ra 5 cuốn cũng được. Tại vì cuốn mỏng mình dễ cuốn hơn. Thì cái này nó là cuốn thứ 4 rồi. Thì bây giờ thôi mình cũng làm chia ra cho nó thành 5 cuốn đi. Nếu mình làm dày thì nó 4 cuốn. Nhưng mình làm hơi mỏng thì nó sẽ là 4 cuốn thôi. Kinh nghiệm của mình nó dạy cho mình thì từ từ mình làm nó sẽ hoàn hảo hơn. Hồi đầu mình làm nó cũng không đẹp đâu, nhưng mà từ từ mình làm nó đẹp lên rồi nó chắc chắn hơn, rồi nó ngon hơn. Mọi thứ thì cũng chỉ là từ kinh nghiệm mà ra, đúng không mọi người? Từ từ mình làm rất là hoàn hảo, cái cuốn rong biển của mình nó sẽ rất là ngon. Rồi cuốn thứ năm thì mình cũng sẽ lấy thêm một miếng rong biển nữa. Rong biển còn lại thì mình sẽ để tủ lạnh nha các bạn. Khi mình không sử dụng nữa thì mình sẽ để tủ lạnh. Mình để trong tủ lạnh mát thôi, hay là đông cũng được. Thì khoảng chừng một vài tuần nữa mình sử dụng theo sau, do tùy theo mình muốn làm cái gì. Không nên để ở ngoài, khi mình khui ra rồi mình để ở ngoài nó sẽ bị mốc, nó nhanh mốc lắm. Cho nên khi mình khui rồi mình xài không hết thì mình nên bỏ vô tủ mát nha. Để mình bảo quản nó được thêm một thời gian nữa. Rồi sau đó mình có muốn ăn cơm cuộn hay là mình có muốn làm món mới gì đó thì mình lấy ra mình sử dụng, nó không có bị mốc. Mình đè nhẹ nhẹ cho nó dẻ cuốn rong biển của mình. Rồi đây là cái chảo dầu. Khi mình sơ chế nó rồi thì mình muốn chiên cho nó giòn lại cho nó ngon. Cái cuốn rong biển của mình sẽ bắt cái chảo dầu lên để mình chiên sơ lại nha mọi người. Tại vì khi mình chiên trực tiếp á, thì mình sợ cái cuốn rong biển của mình nó bị bung ra. Cho nên trước khi mình chiên giòn lại thì mình nướng cho nó dẻ lại. Như vậy thì nó sẽ không bị bung cái cuốn rong biển của mình.
Đây, cái cuốn rong biển đầu tiên mình sẽ chiên lại. Khi mình chiên mình sẽ ép cái mí của cái cuốn rong biển nó nằm phía dưới, nó không có bị bung ra. Nếu mà mình không ép nó xuống thì nó sẽ bị bung ra dễ. Cái chủ yếu là mình để vô cái chảo chống dính như thế này, đặng mình ép cho nó đừng có bị bung cái cuốn rong biển ra thôi. Rồi, như vậy thì mình sẽ đợi cho nó vàng lên. Mình chở bè để cho nó vàng đều nha mọi người. Đã vàng hết một bên rồi đó. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Đây là một món ăn chay rất là thuần khiết, và rong biển thì nó không có rẻ cho người Việt Nam mình đâu, cho nên nó cũng gọi là hơi sang sang cho người ăn chay một chút đó. À, và cùng với đậu hũ trứng, nhưng mà thật ra so với thịt cá và ăn mặn á, thì cũng là đồ ăn rẻ tiền. Nhưng quan trọng là cái khâu mình chế biến cái rong biển này như thế nào để cho nó ngon và hấp dẫn dành cho những người ăn chay của chúng ta nha các bạn. Thì tất cả những ai có tâm niệm muốn ăn một bữa chay thanh khiết cũng được, hay là ăn chay mãi mãi cũng được, không sao. Thì đây là những cái món ăn để dành cho những người muốn ăn chay, muốn trở lại con đường thiện lương của Phật Pháp. Rồi, rong biển của chúng ta nó cũng đã vàng rồi. Mình sẽ gấp ra nha mọi người. Thật sự rất là vàng, ươm ngon lắm, rất là tuyệt vời. Mình sẽ cắt ra nha. Mình sẽ cắt ra thử một cuốn đầu tiên. Đây là cuốn rong biển đầu tiên. Có thể mình sẽ để nguội hay cắt cũng được, không có gấp. Nhưng đây là cuốn rong biển đầu tiên mình cắt ra, nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn đúng không mọi người? Mình nghĩ là nó nguội mình dễ cắt hơn. Cái này nó còn nóng lắm cho nên mình cắt nó hơi khó, nhưng mà nguội mình sẽ dễ cắt hơn. Bởi vì khi làm xong cái video thì mình muốn làm cho mọi người cùng xem luôn. Chứ khi mình để nguội mình chỉ cắt thử một cuốn thôi nha các bạn, cho mọi người cùng thấy cái cuộn rong biển của mình nó có kết quả như thế này nè. Thì cho mọi người cùng được xem thôi. Nhưng mà khi mình ăn thì mình phải để cho một hồi nó nguội bớt đó, mình phải cắt ra nha. Bởi vì cái món này thì mình là món là đồ nguội mà, cho nên chúng ta có thể ăn nguội cũng rất là ngon, không cần ăn nóng. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành một món rong biển cuốn đậu hũ trứng rất là ngon và tuyệt vời.
Tâm niệm của mình thì luôn luôn hướng về tất cả mọi người, chúng sanh và nhân loại. Mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái vũ trụ mênh mông này nghe các bạn. Nhưng những cái tâm niệm thiện lương của con người của chúng ta thì sẽ góp phần là một sức mạnh phi thường. Trong Phật Pháp thì gọi là tâm linh của con người hướng về điều thiện lương, thì hòa bình thế giới, hay chúng sanh được an lạc, hay nhân loại được thoát khỏi những cảnh khổ đau, thì cũng sẽ nhờ góp phần một hạt cát nhỏ của chúng ta giữa sa mạc mênh mông của vũ trụ nhân sanh này. Là gì? Là tấm lòng thiện lương, nhân ái, thương mọi người, giúp đỡ mọi người bằng bất cứ điều kiện gì, hoàn cảnh gì, tâm niệm gì của con người chúng ta. Cũng chỉ là một lời cầu nguyện đơn giản thôi, cũng sẽ là một điều ảnh hưởng rất lớn lao cho vũ trụ nhân sanh của chúng ta. Vì vậy mà Kỳ Duyên luôn luôn ngày nào cũng cầu nguyện sáng, trưa và tối. Thì mình cũng gửi một thông điệp với mọi người và có một lời khuyên, ai đó có tâm thiện lương nhân ái thì hãy cùng với Kỳ Duyên mình cầu nguyện nha mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Trăm Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Về cảm ứng chứng minh, nay chúng con thành tâm cầu nguyện với Quan Âm Bồ Tát, với Thần Linh Xá Trạch, với Long Thần Hộ Pháp, với chính tầng trời cao đất rộng sâu dày, mười phương chư Phật, đem ánh sáng hào quang của Đức Phật A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nguyện cho thế giới được an lạc, thế giới bỏ ác theo thiện, tất cả mọi người đều thiện lương, thương yêu với nhau và chia sẻ trong cuộc đời này để tìm được những hạnh phúc đơn sơ bình thường và an lạc nơi thân tâm. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức và làm cùng Kỳ Duyên mình nha. Khi những cái cuộn rong biển này mình đã chiên sơ như vậy rồi, bây giờ có những người ta thích ăn giòn, cho nên mình sẽ hướng dẫn một cách ăn giòn nữa là mình sẽ để vô cái chảo chấm dính và mình rưới một ít dầu. Mình cũng chiên lại mà mình chiên với cái lửa nhỏ và ít dầu thôi. Nó sẽ không bị hút dầu nhiều và bị ngán nha các bạn. Và nếu mình chiên trên dầu lửa lớn thì rất là nhiều dầu. Vì vậy mà cách mà mình làm như vậy là mình sẽ nướng lại kiểu này nè. Mình sẽ để vô chảo chấm dính và mình nướng sơ lại. Mình để lửa nhỏ. Như vậy thì cái độ giòn của rong biển với lại cái đậu hũ trứng của mình nó sẽ rất là ngon và không bị hút dầu ngán. Nó không có béo. Nó không có béo theo độ dầu. Rồi, mình chỉ nướng lên trên lửa nhỏ thôi nha các bạn. Nướng khi nào nó vàng mình trở bề. Mình cũng chỉ cho ít dầu thôi. Mình rưới lên cho nó có cái độ giòn của dầu thôi. Mình không có xài lửa lớn, mình xài lửa lớn nó dễ bị khét. Chỉ xài lửa vừa, không có quá nhỏ. Rồi, mình trở về rong biển nha. Mình để lửa như vậy rất là vừa. Thì nó đã vàng một bề. Mình trở lại.
Như vậy cái cuốn rong biển của mình ăn sẽ hơi giòn. Nó sẽ là rất là giòn nữa. Nó giòn theo cái cấp độ mà mình muốn cho nó vừa ăn thôi. Nó không có bị hút nhiều dầu, nó không ngán. Nó vàng, nó hấp dẫn lắm đúng không các bạn? Cái món này là cái món mà đám tiệc mình đãi cho bà con bạn bè cũng rất là hấp dẫn, trong cái bữa tiệc chay, bữa cơm chay, đám giỗ chay thì cũng thuộc loại món ăn xa xỉ của người ăn chay, tại vì rong biển không có rẻ tiền luôn nha các bạn. Một bịch như vậy là 38-40 nghìn đồng 10 miếng, thì nó cũng thuộc loại hơi xa xỉ, nhưng mà mình ăn chay thì mình nên ăn cho đầy đủ dinh dưỡng, so với ăn mặn thì như vậy cũng là rẻ rồi, nên thỉnh thoảng ăn chứ cũng không có ăn thường xuyên. Vàng điều mình tắt bếp, nó vàng điều rất là ngon mà không có hút dầu nhiều. Đây là một cách mình chiên rất là dễ, đơn giản, nhanh gọn và ngon nha mọi người. Rồi nhìn cái cuốn rong biển của mình hấp dẫn không? Nó vàng rợm, nó rất là ngon mà nó không có bị hút dầu. Mình thấy nó tuyệt vời lắm, không biết mọi người thấy như thế nào. Không phải món ăn mà chính mình chế biến mà mình thấy như vậy, nhưng mà mình rất là hài lòng với cái món ăn của mình chế biến nha các bạn. Thì mình cũng tự sáng kiến thôi, rồi chia sẻ lại với mọi người. Có những lúc nó cũng bị hư, nhưng có những lúc nó thành công cũng mỹ mãn, thì mình rất là hài lòng với cái thành công của mình. Bởi vì đây là chính sáng kiến của mình làm mà, đúng không mọi người? Cho nên thành quả của mình là sự hài lòng về mình đã làm thành công. À, nếu các bạn mà thử làm thì các bạn cũng sẽ thấy như vậy đó, cũng giống như mình kỳ duyên của mình thấy vậy đó. Cho nên kết quả mỹ mãn là mình rất hài lòng về mình đã sáng kiến thành công. Mình chưa từng thấy ai làm giống như vậy hết, nhưng mà mình sáng kiến ra mình thấy nó thành công lắm. Thì mình chia sẻ với mọi người cùng làm với mình trong tương lai nha. Bất cứ lúc nào mình muốn ăn thì mình cũng có thể mua. Rong biển này bán ở siêu thị Cúpmart, tạp hóa ở ngoài thì mình ít gặp hơn, cho nên thường thường thì mình hay mua ở siêu thị. Rồi như vậy là đã hoàn tất món ăn. Mình nướng lại trong cái chảo chống dính. Rồi các bạn cùng thử, tiếp tục thử làm với mình kỳ duyên nha. Mời mọi người thưởng thức và thành công. Chúc mọi người ngon miệng, tâm an lạc.